Trần chín ẩn mây khắp mùi trang. Vào chầu hát, đào kép phải hát đủ các thể cách: thét nhạc, bắc phản, hát phú, hát sử, hát chuyện, vân vân. Hát dài là đoạn dừng cách giao nhang, có phải phép cách nào giao ấy? Trong những thể cách ấy thì thét nhạc là thể cách hát thờ, được xếp vào loại các bài hát cổ nhất, hay nhất, có bố cục âm nhạc chặt chẽ nhất. Đàn ai đàn một lệ hát quy định khi hát thể cách này, đào nương phải bắt chữ rõ ràng, cần nhiều hơi mà cao giọng cho mọi người nghe rõ, điệu bộ phải đoan chính, không hát lối lẳng lơ, cung bậc dập dờn, tiếng to, tiếng nhỏ. Chú trọng đến nhạc điệu, hoặc cũng có thể quá chú trọng đến tính huyền bí của thể cách hát thờ, mà cổ nhân đã làm cho lời ca của thể cách thét nhạc rối rắm về nghĩa lý, chắp vá về câu chữ. Nhưng cái hay, cái tài tình của nhạc đã làm người ta quên đi nghĩa lý lời ca. Vắng vắng